Truy, một loại vũ khí mới được thêm vào ở phiên bản 1.21 này. Với sức mạnh tiềm ẩn cực lớn và lối tấn công thú vị, thế nhưng muốn chế tạo được nó thì không dễ tí nào, phụ thuộc khá nhiều vào nhân phẩm của người chơi. Vậy nên trong ngày hôm nay, mình, AKA Lộc Số Nhỏ sẽ mất bao lâu để sở hữu món vũ khí bá đạo này? Không chần chờ gì nữa, lên intro và vào việc thôi nào. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.21. Và để thực hiện được cái mục tiêu mà mình đề ra thì chắc mình cần phải có thêm một cái vũ khí nữa. Và cái vũ khí đó thì nó sẽ chuyên để chúng ta chiến đấu ở trong cái Trial Chamber. Và sẽ rất là tuyệt vời nếu như món vũ khí đó được cường hóa cái dòng hại thêm ma. Thế nên là mình cần phải lập tức lấy gỗ cũng như là kim cương, sau đó thì chế tạo vũ khí mới thôi. Mình đang phân vân giữa rìu cũng như là kiếm, nhưng mà với khả năng đánh lan thì mình ưu tiên kiếm hơn ha. Đây là một cây kiếm kim cương nè. Rồi test thử nhân phẩm luôn coi hại thêm ma có hay không đây. Ui, đẩy lùi à. Đáng cân nhắc nha. Trời, ra sắc bén rồi. Lần một thất bại, thử lần tiếp theo coi. Lần này ui lại sắc bén. Ok, đây rồi, mình đã tìm được hải thi ma cấp độ 4. Và ôi, còn có đánh lan cũng như là đẩy lùi. Một thanh kiếm rất là thích hợp để đi săn zombie các bạn ơi. Và để búp sức mạnh tinh thần, mình sẽ cho cái thanh kiếm này thêm một cái tên mới nữa. Xong phiên ngon lạnh cành đào. Bước đầu tiên đã xong, bước tiếp theo là đi ngủ cái đã. Sáng dậy, mình sẽ xách mông đi săn thêm một ít cái lọ được gọi là Ominous Bottle các bạn. Bởi vì để tìm kiếm những cái chìa khóa thử thách này thì mình sẽ cần hiệu ứng điềm xấu. À không, dù trong đó nó đã biến thành điềm thử thách rồi các bạn. Cho nên là bọn cướp dân làng chuẩn bị tới công chuyện với mình, nhất là những cái thanh niên cướp dân làng đại ca có lá cờ trên đầu ha. Gặp nó là bang 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 bang. Chúng khét đấy nhời. Ú, đây rồi. Trời, nó hội đồng các bạn ơi. Sao mà bảo vệ được đại ca. Ui, sao đông vậy? What the hell? Ôi mấy chú. Thánh thần ơi, không khác gì đại hội bắn nỏ luôn á. Né gần xíu, nó bắn một hồi là hư cái khiên luôn á. Mang theo có một cái khiên à. Trời ơi, còn nó dí mình kìa các bạn, nó trả thù cho đại ca của bọn chúng. Không ổn rồi. Giờ mình đã có slay con nhím luôn rồi. Nó bắn từ đầu cho tới móng chân mình luôn á, chỗ nào cũng bắn hết á. Ý, thêm một tên đại ca nữa nè. Ấy, trời, nó cả hết hàng mình á. Thiệt cái tên. Ôi, đúng nhiều mấy cái tên đại ca này luôn á. Mình khoái nha. Nhưng mà đồng thời số lượng đàn em xuất hiện cũng ngày càng đông hơn. Tiếp tục. Ok, tiếp. Thánh thần ơi, băng đảng này dữ dằn quá các bạn ơi. Unu. Ví dụ mình không mặc giáp, số lượng Billiter này á, mà dí lại bắn mình một lượt thôi là xác định luôn á các bạn. Chuyển sinh luôn á. Quá chừng quá đất rồi. Để coi cái toán cướp mới spawn này có tên cầm cờ không. Eo, toàn là mấy tên đàn em không mà các bạn ơi. Không ổn rồi, nãy giờ mũi tên trên người mình chưa bao giờ là không có đó các bạn à. Mình vác mấy cái mũi tên này đi vòng vòng nãy giờ đó. Ui, nó tới nữa rồi. Lạng lách. Sao cái đợt săn này đảm bảo cái trình lăn ba di bộ của mình nó lên một cái tầm cao mới luôn. Ui, kìa, lại thêm một tên nữa, đúng rồi. Xuất hiện nhiều như vậy, ta mới khoái. Yeah. Và mình đã được nãy giờ là 2, 4, 6, 8 rồi. Mình dự tính là sẽ săn ít nhất là cỡ 10 cái bình như vậy các bạn ơi. 10 bình là chúng ta sẽ có khoảng 10 giờ ở trong những cái Trial Chamber á. Thoải mái cho mình săn những cái chìa khóa luôn. Bọn chúng ỷ đông hiếp yếu các bạn ơi, bực quá à. Nhịn nhục hoài thôi được. Sẵn tiện đằng kia có những cái đầu bí ngô, các bạn đợi mình xíu. Mình về nhà, mình kêu đại ca của mình xuất hiện. Bọn này tới số. Nãy giờ dí mình hơi bị nhiều rồi đó. Coi chừng ta. Ui, né.
Rồi biết rồi, biết các ngươi đông rồi. Có ngon thì đừng có chuồn. Đợi tao xíu, tí tao quay lại. Cũng hên là bữa giờ mình cũng có đào sắt các bạn ơi. Đây, đây nữa. Rồi 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 rồi, gom trong nhà luôn. Hết luôn các bạn ơi. Thù này không trả thì khi nào mới trả? Chế tạo khối sắt trước nè. Ok, như đây là chúng ta sẽ triệu hồi được 7 đại ca. Không sao, mình chỉ có 5 cái đầu bí ngô thôi, 5 đại ca cũng được các bạn. Tự nhiên đang đẹp trai mà nó tô điểm bằng một cái mục gùi nhỏ quắc như vậy, chịu nổi không? Ý, lần này còn xuất hiện thêm 2 tên đại ca nữa. Tới công chuyện. Ôi dạ, trời trời trời. Mình xử 2 tên đại ca trước. Rồi, ui, thêm một tên nữa nè. Ok, rồi 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 rồi. Các ngươi ngon rồi, các ngươi ngon rồi. Ui, ui. Ui dạ. Nó bắn dữ quá các bạn ơi. Ui dạ, trời trời. Ui dạ. À. Lại thành con nhím tiếp rồi. Ây ui. Chưa kịp triệu hồi đại ca ra nữa. Ok, một đại ca ra trước. Ê, ủa cái quần đùi gì vậy? À đây rồi. Đại ca, trả thù cho em. Mình sẽ kêu đại ca người sắt ra các bạn ơi. Tới công chuyện hết. Bọn người, trả giá đi. Đại ca của mình ra tay rồi các bạn ơi. Đúng rồi, thêm một đại ca nữa. Ok. Ôi trời. Xong rồi. Đại ca mình ra tay một phát là khác bọt liền các bạn ơi. Bắn bắn cái gì? Ôi trời, ôi trời. Công nhận có mấy anh cao to đẹp trai này bảo vệ cái là để, xa, xa. Nó đánh em nó ra ca. Đúng rồi, bụp nó. Đúng rồi. Tên nào nữa? Lãnh địa này bây giờ là của mình. Ui xa. Đại ca của mình đã ra tay rồi các bạn ơi. Ok, đổi cái ít sắt bồi dưỡng cho mấy anh đại ca các bạn. Anh đại mà không bồi dưỡng là hơi kỳ á. Ok mấy anh đại, tiếp tục đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok, đập cái lều bọn chúng làm cái giường ngủ qua đêm luôn các bạn ơi. Trời khuya rồi. Và mình đã vượt chỉ tiêu rồi ha. Trời quá trời những cái ominous bottle luôn rồi. Mình phải tranh thủ trở lại trial chamber và săn lùng vật phẩm cực hiếm để chúng ta chế tạo cây chùy ha. Nhưng mà chiến đấu nhiều thì chúng ta cần cái gì? Chính xác, chúng ta cần phải ăn no các bạn ơi. Ngoài ra thì giáp cũng phải full độ bền. Hiện tại thì mình có nhặt được một cái ổn sửa chữa ở bên địa ngục á. Đây, chưa có dùng các bạn ơi. Cho nên là mình sẽ ép nó vô cái ổn của mình hiện tại. Có sao dùng vậy trước đi ha. Còn những cái bộ phận khác nào là áo, nón, quần, mình sẽ sửa lại bằng kim cương đi, cho nó full độ bền hết luôn. Ok, xong phép. Bây giờ đã tới lúc chúng ta càn quét Trial Chamber rồi các bạn ơi. Đầu tiên sẽ là cái Trial Chamber mà mình tìm được ở những tập trước. Rồi, đợi cho nước nó chảy xuống rồi hạ xuống nha. Hôm bữa tí nữa là chuyển sinh rồi đó. Ok, đi xuống thôi. Ôi trời trời trời. Tí nữa chuyển sinh thêm một lần nữa rồi. Ok, giờ thì mình sẽ bắt đầu uống Ominous Bottle. Dạ, xong phép. Ôi trời trời trời, mới uống vô là có điểm rồi. À, bắn à. Rồi rồi, dâm bay tới công chuyện. Mình sẽ cầm cái vũ khí mới này. Bụp con xương. Trời trời trời. Vũ khí sang dâm bay nhưng mà lại đi đánh xương các bạn. Đây đây, dâm bay đây. Đúng rồi, thích thì bá vô đây. Ủa, spawner đầu tiên cho mình chìa khóa luôn rồi. Wow. Trước mắt thì mình sẽ đặt mục tiêu. Ui 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 ui. Trời trời trời. Mấy cái con cá bạc. À. Trước mắt mình sẽ đặt mục tiêu là săn đâu đó cỡ 10 cái chìa khóa đi. Rồi chúng ta mở một lượt luôn các bạn. Như vậy thì sẽ ok hơn á. Ủa đây rồi. Chìa khóa tiếp theo các bạn ơi. Tiếp tục nè. 5 cái chìa khóa rồi các bạn. Thêm một căn phòng nữa. Liệu rằng phòng này có cho mình chìa khóa hay không đây? Ồ, và sắp tới Halloween cho nên là những con zombie này có con đó, nó còn đội cái đầu bí ngô nó khè mình nữa. Nhưng mà nó đâu biết mình đang cầm cái vũ khí của tên là gọi gọi zombie tới công chuyện. Ui, phòng này có nhiều spawner nè. Không biết kết quả như thế nào đây. À, hút sức mạnh cũng ok. Nóc vô, farm quái cho xung.
Ui, thêm một cái chìa khóa ở ngay cái spawner này nữa nè. Thấm thoát là chúng ta đã được 6 chìa rồi. Thêm một chìa khóa nữa, 7 chìa rồi. Phòng này cũng bự nè. Mình đoán nó sẽ cho mình ít nhất là 2 chìa. Liệu rằng dự đoán của mình có chính xác hay không đây? Kết quả sẽ có trong chốc lát nữa thôi các bạn ơi. À, con kia nó gớt nhớ. Hèn gì. Lụm đó. Ok. Nè, có được một chìa nè. Yes sir. Vẫn còn nhiều spawner lắm. Biết đâu, mình hên. Lụm được 2 chìa luôn ở trong căn phòng này. Là đủ KPI các bạn ơi. Chính xác rồi, nó cho mình thêm một cái chìa khóa trong phòng này nữa. Vậy thì chỉ còn một chìa khóa duy nhất nữa thôi là hoàn thành được chỉ tiêu 10 chìa khóa ở trong Trial Chamber. Để mình coi nó sẽ cho mình cái gì ha. Ui, nó ra quà rồi kìa. Gì đây, chìa khóa. Thuốc sức mạnh các bạn ơi. Đi kiếm thêm chìa cuối nào. Ui, chỗ này nó chưa reset lại nữa. Tính ra khá là lâu các bạn ơi. Hình như mình phá đảo hết trơn rồi. Hết chỗ chứa mình rồi các bạn ơi. Phải đợi cho mấy cái spawner này nó hồi lại rồi. Nếu vậy thì chắc mình phải mua bản đồ khác quá. Một cái trial chamber là không đủ đô với mình các bạn ơi. Cầm cái thanh kiếm zombie tới công chuyện rồi. Bảo sao bọn chúng chịu không nổi là phải. Nhưng mà trước khi đi tìm cái trial chamber mới thì đợi mình xíu, mình lên đây mình test nhân phẩm thử các bạn ơi. Chìa khóa đầu tiên trong ngày sẽ cho mình cái gì nào. Nà, không có thứ mình cần tìm rồi. Chỗ rương báu thứ hai thì sao? Cái này ok, cái này reset rồi nè các bạn. Chìa khóa thứ hai. Mẫu rèn. Mẫu rèn mới. Hết rồi. Nói chung thì có mẫu rèn mới cũng tạm ổn ha. Nhưng mà heavy core thì vẫn chưa có nha. Công nhận cái đó nó hiếm thiệt các bạn ơi. Không biết là hôm nay em lọc số nhỏ có mở ra được heavy core hay không đây. Tiếp tục. Chìa khóa thứ ba. Chìa khóa thứ ba. Mình đã nhặt được heavy core rồi. What the hell. Oh my gosh. Và mình hoàn toàn có thể chế tạo được cái chùy ngay bây giờ luôn rồi. Yo, mình đã làm được rồi các bạn ơi. Let's go. Ê, tính ra là bữa nay mình chỉ tốn có 3 cái chìa khóa là chúng ta đã sở hữu được món vũ khí này rồi. Ê, mình đổi tên thôi các bạn ơi. Không phải là em lọc số nhỏ nữa rồi, em lọc số hơn. Hoặc là em lọc số hưởng. Tầm này thì ở dưới này làm gì nữa. Đi lên trên thôi các bạn ơi. À quên, hình như hôm bữa mình đập còn sót mấy cái chậu nè. Ừ. Ok, tranh thủ này rảnh nè, đập chậu đi. Kiếm thêm ít ngọc lục bảo ý mờ. Sẵn tiện hồi nãy mình có ghé ngang farm ít kinh nghiệm. Bây giờ chúng... Trời, mới đi farm kinh nghiệm về mà có quá trời quái nó muốn test sức mạnh của cây chùy mới của mình các bạn ơi. Thích thì chịu thôi. Và cái chùy này á thì ở càng cao chúng ta rơi xuống đánh sẽ càng mạnh đó các bạn ạ. Để coi. Ok. Cái cây này rất là thích hợp nha. Trời. Anh Bảy, cho anh Bảy dịch chuyển giật kích cho mình. Ok, leo lên đọt cây y như tạc găng nào. Sau đó thì nhảy xuống cực mạnh đó. Chuẩn bị. Yeah. Uầy, các bạn coi mình John Cena cái con zombie nè. Một hit một rồi các bạn ạ. Hồi nãy con kia mặc giáp lưới á mà vẫn one shot được. Con này đội cái đầu bí ngô hả? Cho nó ù đầu luôn. Ôi. Cái chùy này chất lượng thiệt các bạn ạ. Wow. Đánh bình thường thì nó không mạnh lắm nhưng mà nhảy xuống thì nó thật sự là một vũ khí cực kỳ hiệu quả và mạnh nhá. Ôi quê. Và sẽ như thế nào nếu như mình enchant sơ cho nó nhờ. Cái này nó có thể enchant được đó các bạn ơi. Đợi mình tí. Thôi, tao biết các ngươi ngon rồi. Đợi tao enchant xong ta sẽ tiếp chiêu các ngươi. Mình sẽ lấy
ngập lưu ly nè. Rồi, vô bàn anh cha anh và anh cha anh thử cái chuyện coi. Ồ, dòng mới nè các bạn ơi, Breach cấp độ 3. Với cái dòng enchant này thì mình sẽ làm giảm 15% lượng giáp của mục tiêu ở mỗi cấp độ enchant. Wow, nếu mà enchant cấp độ 3 vậy là nó giảm tới 45% giáp lận đó các bạn ơi. Cũng khá dữ, enchant luôn. Nhưng mà có đúng dòng này vậy? Ok. Ủa sao keo kiệt với tôi vậy? Nào nào, nhân phẩm may mắn của mình, hãy trở lại đi. Ui, lần này thì có chạm hỏng các bạn ơi. Thử xem. Ok. Sao mình nhỏ trong việc enchant vậy cơ? Sao không hơn giống như lúc nãy trời. Ồ, dòng mới nè. Density. Với cái dòng này mình rơi càng cao, sát thương gây ra càng dữ các bạn ơi. Cũng ngon. Nhưng mà nó không cho thêm dòng gì khác á. Không lẽ bây giờ lại xui như vậy nữa sao? Hả? Thử nào. Ồ, vừa có density và vừa có chậm hỏng. Tại sao không có thể kết hợp hai cái dòng mới vô chung một cái chùy được nhờ? Lại là bridge. Tiếp tục là cái dòng giảm giáp nè. Có vẻ là cái dòng density này khi mà enchant thì khó lòng mà nó kết hợp với những cái dòng khác như là bridge chẳng hạn á. Nên là sắp tới chắc là mình sẽ kiếm dân làng, mình trao đổi mình kiếm sách đó. Còn không, mình sẽ săn thêm một cái heavy core, làm thêm một cái chùy và chúng ta enchant cái dòng kia. Rồi sau đó chúng ta ghép hai cái chùy lại. Hơi hao một xíu nhưng mà hết cách rồi. Ok, giờ sau khi đã có cái chùy mạnh thì tên nào dám hó hé. Đúng rồi, ở đó đây cô. Đúng rồi. Hey. À. Ném sức mạnh cây chùy của ta đi. Và có một cái điểm lưu ý á, là khi mình đánh thành công là mình sẽ gần như là không bị nhận sát thương rơi các bạn. Nhưng mà đánh hụt thì có nha. Cho nên là đây là một con dao hai lưỡi, mình phải thật là thận trọng khi mà dùng nó. Và nhân dịp mình mới sở hữu được một vũ khí mới cực kỳ mạnh mẽ như vậy thì mình sẽ xây cái gì đó để kỷ niệm cái món đồ này luôn ha. Sẵn tiện trang trí thêm cho cái đảo mình luôn các bạn ơi. Ý tưởng của mình sẽ là một cây chùy đặt ở giữa trung tâm của cái đảo này. Thế nên là bây giờ mình phải tranh thủ đi cày tài nguyên để chúng ta bắt đầu xây dựng thôi các bạn ơi. Nếu mà nhìn kỹ vào cái chùy này á thì mình thấy có vẻ đa số là nó xây bằng những cái khối màu hơi xám xám một xíu các bạn ơi. Có một chút xíu trắng á, cũng như là một tí đen thôi. Thành thử ra là bây giờ mình phải hợp lặn dưới sông. Ô lộn, dưới biển chứ. Để mình săn tí mực. What the hell? Ủa, đang săn mực mà, fan. Đi chỗ khác liền. Rồi, có được túi mực nè. Chúng ta có thể đổi thành bột nhuộm đen. Rồi kiếm thêm bột nhuộm trắng là chúng ta sẽ tạo ra được bột nhuộm màu xám ha. Đúng ý mình cần luôn đó. Đồng thời mình cũng sẽ ra đồng rồi cắt lông cừu ha. Tính ra nhà mình có cừu nhưng mà không chịu nhân giống đâu. Lo nhân giống bò không mà. Giờ phải đi kiếm cừu mà cắt lông nè. Công nhận mình cũng gánh háng thiệt chứ. Vật liệu xây dựng đã chuẩn bị xong. Bây giờ thì chúng ta cần một cái mặt bằng để thi công thôi các bạn ơi. Cái gò đất này thấy không hợp lý lắm ta. Để mình biến cho nó phẳng phẳng xíu ha. Bây giờ thì có vẻ là nó đã phẳng hơn rồi. Ui, nhưng trời cũng tối rồi các bạn ơi. Yêu, xây dựng gì tầm này nữa, đi ngủ thôi. Trước tiên thì mình cần phải xây cho nó cao lên tí ha. Để một xíu nữa sau khi xây xong mình còn trang trí cho nó được các bạn ơi. Chắc cao tới như đây là vừa rồi. Ok, mình sẽ xây từ phía cán của cây chùy trước ha. Xây từ dưới này dài lên các bạn ơi. Mô hình cây chùy này thì mình cũng xây cho nó bé bé thôi ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kiểu như là phiên bản rep 1-1 vậy đó các bạn. Ủa, cái này xây lộn rồi. Đáng lý ra phải là màu xám nhạt chứ. Ok, bắt đầu xây cao lên tí nè. Rồi, ngắm lại coi. Khá ổn các bạn ơi. Tiếp theo sẽ là tới cái phần tay cầm của cây chùy. Phần này hình như mình xây sai rồi. Đáng lý ra mình phải thay bằng cái màu xanh nhạt mới đúng. Đó, giống hơn rồi ha. Rồi, bắt đầu xây cho nó hướng xéo lên giống như vậy ha. Phía bên trên mình sẽ ấp thêm những cái đất sét màu xanh. Và kết thúc bằng cái khối đất sét này. Tương tự mặt dưới thì mình cũng sẽ làm y chang như vậy luôn. Bắt đầu ra dáng cây chùy hơn rồi đó các bạn ơi. Tiếp theo sẽ là cái phần lưỡi của cây chùy này.
Cái phần lưỡi này thì mình sẽ có sự kết hợp thêm với một chút cái len màu xám rồi đó. Nhưng mà trước đó để mình làm cái khung cho cái lưỡi chùy ha, để mình dễ xay hơn á. Sao cao vậy? Ây da, trời trời. Ở dưới có tận 3 con chôm bay. Nó đội đầu bí ngô kìa các bạn. Mình muốn nhảy xuống dưới gõ đầu đúng không à? Bằng cây chùy á. Nhưng mà thôi, mình không có vật tổ trường sinh, cho nên mình không có cơ hội sửa sai các bạn. Thành thứ ra là bây giờ mình sẽ dùng xô nước đỡ đi ha. Ví dụ hộp thì ít ra cũng có xô nước đỡ giùm. Ý. Ôi trời, đó. Vô nhà. Hên đấy, mình dùng xô nước đấy. Không thôi là kết thúc hành trình rồi. Ngủ. Và bây giờ mình cũng đã xong đâu đó cỡ 60% của mô hình cây chùy ha. Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm cái phần lưỡi chùy ngay chỗ này thôi. Cũng khá là đơn giản thôi các bạn ạ. Nhưng mà quan trọng hơn là làm sao để ra ngoài an toàn thôi à. Quá chừng quái nó xuất hiện rồi, tại mình chưa có kịp cắm đốt á. Ôi phù thủy ha. Ui trời trời ơi. À, trời trời ơi, tránh hụt rồi. Ây ui. Rồi chị lại đây, chị có ngon chị lại đây với tôi. Chị biết sợ sao? À nhóc nhỏ này sung hả? Ủa chà, nhạp thò lần này thì sao? Lần này như thế nào? Không lẽ đánh thật hoài? Ủa kỳ vậy ta? Nó lắc đầu luôn rồi, nó chê rồi các bạn ơi, nó nói đối thủ gà quá. Đấy rồi. Mãi mới một lần dùng thành công à. Cái này công nhận nó khó dùng thiệt. Rồi rồi chị phụ tỷ lại đây. Chị chạy hả? Chị chạy hả? Một chùy, thêm một chùy nữa. Hai chùy là nóc ao được phù thủy các bạn. Cực mạnh á. À, dâm bay này. Đợi xíu leo lên đọt cây thôi các bạn. Nhảy xuống là nóc ao được liền. Các bạn coi sức công phá của nó kìa. Cực kỳ bá đạo luôn. Kể cả con Ripper này, khi mà mình rớt xuống trực diện. Ui ui. Hả? Đâu ra thêm con cái bên nó vậy? Eo ơi. Hên. Nó không nổ banh xác mình là quý rồi các bạn. Và các bạn cũng thấy rồi ha, cây chùy này cực kỳ bá đạo luôn. Nếu mà chúng ta có cái trình pro ha. Còn với mình thì chắc nó không bá lắm đâu các bạn ơi. Thôi không liên tha lương thiên nữa, để mình lên trên và hoàn thành nốt cái phần lưỡi chùy đi. Chi tiết này cái cây chùy bình thường không có, nhưng mà mình muốn trang trí thêm á các bạn ơi. Rồi ok. Và cơ bản thì mình cũng đã xong gần như là hoàn chỉnh cái cây chì mô hình của mình rồi ha. Bây giờ để mình xuống dưới này dọn mấy cái dàn giáo này cái đó, đất các thứ rồi nè, dọn nốt luôn để chúng ta ngắm nó từ xa thử nào. Cái này ngắm từ xa thì mới dễ thấy hơn các bạn ơi. Mệt quá, mình ra đây cho nó xa hẳn luôn các bạn ơi. Đó kia kìa, chúng ta sẽ có một cái chì khổng lồ ngay cái ngôi nhà của mình luôn các bạn ơi. Ơi bị chất chơi nha. Nhìn so với cái chùy của mình đang cầm trên tay thì nó sẽ giống đâu đó cũng mình thấy là cũng trên 70% á các bạn à. Còn nổi bật ở cái chỗ này nữa nè. À, nói chung là tuyệt vời ha. Lúc đầu tính biến đây thành cái đảo tattoo, nhưng mà giờ thành cái đảo chùy rồi các bạn à. Và hồi nãy mình có chừa một khoảng trống như vậy. Mục đích của nó thì mình tính sẽ làm ở đây kiểu như là một cái đài phun nước á các bạn. Không biết có ok không, để mình làm thử ha. Bước này quan trọng nè, test thử coi chỗ nước nó có chảy đúng theo cái ý mình hay không. Ok, nó chảy đúng theo cái ý của mình là được các bạn. Ui nhưng mà nhìn nó ngộ ngộ lạ lạ hay sao thôi. Lần đầu làm đài phun nước nhưng mà nó thành cái gì luôn rồi. Với cả một phần á, mình xây chỗ này giống như là một cái giá để nó chống đỡ cái cây chùy khổng lồ của mình đó các bạn. Thôi các bạn đừng quan tâm cái đài phun nước mình nha, tượng trưng cho có thôi. Rồi nhưng mà các bạn thì mình bị ám sát các bạn ơi. Rồi để coi. Ý. Trời ơi, chưa kịp thể hiện cây chùy nữa. Và các bạn, bây giờ mình đã xong được nhiệm vụ mà mình đề ra, đó chính là sở hữu cây chùy, cũng như là một cái mô hình
trì khổng lồ luôn rồi ha. Chắc là bây giờ mình sẽ có một chuyến đi phiêu lưu, cũng như là tận dụng tối đa sức mạnh của cây trì này, để xem coi chúng ta sẽ làm được những gì ha. Nhưng mà thay vì test sức mạnh ở trên thế giới thường, thì tại sao mình không thử qua bên địa ngục, dùng cây trì mới này ký đầu mấy cái con bích liên hung bạo, cũng như là mấy con heo mà nó hay dí rồi nó hút vô mông mình ha. Cây nó bữa giờ nay mới có dịp trả thù nè các bạn ơi. Let's go, let's go. Nhưng mà sao kỳ ta, nãy giờ mình kiếm mấy cái con heo. À kia, đây rồi. Cuối cùng cũng đã gặp nó rồi các bạn ơi. Mình sẽ bắt đầu ký đầu nó thôi. Hello. Sao? Biết sợ là tốt. Kìa kìa, đằng kia cũng có ba con heo kìa. Lại đây mấy cu. Đúng rồi. Lại đây. Thôi coi như nháp nha các bạn. Xe nháp. Giờ mới thiệt nè. Chuẩn bị. Wow. Ê, tính ra mình không cần đứng quá cao đâu. Mình đứng tầm 4 mô thôi các bạn. Chạy xuống bổ một phát thôi là có thể hạ gục được rồi á. Mình đoán vậy. Giờ thì kiếm cái passion coi. Lúc này không thấy cái passion nào hết ta. Khoan, bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Phía đằng kia mình thấy có một cái passion rồi. Nhưng mà hiện tại mình đang bị gia đình hút linh dí. Thôi được. Thích thì chịu. Tôi cho cơ hội chạy đó nha. Đi chỗ khác đây. Đừng để tôi nóng. Ẩm con chạy đi. Chạy liền. Đừng có ép tôi. Tôi không muốn gây nghiệp đâu. Trời ơi, lì như heo vậy trời. Đi đi. Gọi luôn. Sorry nhóc nha. Tạm gác qua hút lên đi. Giờ mình sẽ thẳng tiến tới cái passion nào. Ủa, mới thấy mà. Ok. Đây rồi. Mục tiêu của mình sẽ là gõ ô đầu cái thanh niên bích liên hung bạo ha. Để xem mình có làm được hay không đây. Thì hè nhô. Trời. Ủa, cái nhóc này đi trả thù các bạn ơi. Này chắc mình sẽ dùng kiếm đi, nó sẽ thích hợp hơn. Rồi. Ủa. Có vẻ là chúng ta chưa tận dụng được cái khu vực này để dùng chùy đâu các bạn ơi. Phải kiếm chỗ khác nó ổn hơn á. Kìa, ở dưới kìa. Nhảy xuống dưới luôn thì có liều quá không. Ê, cẩn thận nha. Tầm này rớt xuống dưới là gãy chân đó các bạn ơi. Cao lắm luôn á. Đồ. Mới nói xong là có thanh niên làm mẫu cho mình coi rồi đó. Nên là phải thiệt là cẩn thận. Nào trước ta. Kìa. Thanh niên đó gần mình nhất các bạn ơi. Được thôi. Ồ, có rương luôn. Có gì đây? Tốc độ linh hồn. Được. Đây, chúng ta đã thấy bích liên thông bạo. 3 2 1 tấn công. Ây da. Ê, gián tiếp hạ được các bạn ơi. Vậy là mình phải đứng cao lên thêm một xíu nữa. Rồi, khoảng này là đẹp. Ê, tôi xong rồi. Mình đánh nhầm đàn em của bích liên thông bạo. No. Ê, bậy nhanh ý. Bắn cái gì mà bắn. Ok, lại nha. Rồi, ở độ cao này. Ủa, có cái rương luôn nè. Lụm được bụng né Drift luôn nè. Ê, ảo thật đấy. Và để coi ở độ cao này, thanh niên giang hồ bích liên kia sẽ mất xác luôn các bạn ơi. Wow. Cẩn thận. Bình tĩnh. Vậy là mình đã thành công gõ ô đầu bích liên thông bạo rồi các bạn ạ. Tuyệt vời. Hú hồn. Kìa, định làm gì. Trời ơi. No. Ui no. Mình bị cái thanh niên kia đẩy xuống dung nham các bạn ơi. Bắt buộc mình phải xài táo vàng ăn chan thôi. Con ngồi xuống đây. Sợ hả? Sợ thì đi về đi. Đừng có lỡ đây. Ôi dạ. Tưởng đâu là ẹn luôn rồi các bạn ơi. May thế. Ồ, trong này có thêm bụng Netherite. Ngay cái ủng kim cương luôn nè. Nâng cấp Netherite luôn. Trời, tiếp tục là nâng cấp Netherite và thêm giáp kim cương cho mình nha. Phía bên này thì... À, hết rương rồi. Ok, còn thêm mấy coi vàng. Mình cũng sẽ lấy mang về. Trời, khá là nhiều vàng luôn á các bạn ơi. Quá đã. Ôi.
cái con mắt ma này nhìn thấy ghét vậy ta? Thế nên ghét con nào gõ đầu con đó các bạn ơi. Giờ mình đại ca con này rồi. Bá thật sự luôn á. Ê, 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 bình tĩnh. Các bạn coi hai cái thanh niên này nè. Cây. Muốn đánh tôi đúng không? Đâu có dễ đâu. Bye bye. Rồi, kệ bọn chúng đi các bạn. Mình qua đây lấy vàng, cũng như là loot thêm hai cái chỗ rương đôi nữa. Thường thì mình nhớ là cái passion mà nó có cái kiểu như vậy nè, là trên này sẽ hay có rương đôi lắm. Ê, nhưng mà cũng có Bích Liên thông báo vậy. Ây da. Ê. Oh my gosh. Oh no no no. Ôi mấy chuối. Tí nữa là bọn chúng cho mình hiểu như thế nào là ăn hành rồi các bạn ạ. Còn hên cho mình. Mày thế. Ê, không được ý các bạn ơi. Hồi nãy giờ là mình ẩu hơi bị nhiều rồi đó. Chắc là sắp tới mình phải tìm cách sở hữu vật tổ trường sinh thôi. Chứ không có vật tổ trên người á, làm mấy cái pha như vậy rất là quýu luôn á. Kiểu tâm lý sẽ bị nó hạ gục bất kỳ lúc nào ấy. Ok, phòng này có hai rương nè. Ồ, không có những cái mảnh vỡ cổ đại. Ê, bên này thì có mảnh vỡ cổ đại. Ok, không tới nỗi tệ. Rồi, sau một cái rương rồi. Giờ thì chúng ta sẽ qua cái chỗ kế bên ha. Bên nào ta? Chắc bên này quá. Chuẩn. Đi xuống. What the hell? Hello. Ui. Mới nhắc Tào Tháo. Tào Tháo xuất hiện liền. Trời ơi. Trời thế. Một con rồi, còn con nữa. Không biết là nó đi đâu rồi các bạn ơi. À, thêm một mảnh vỡ cổ đại nữa nè. Vậy là cơ bản mình cũng đã khám phá xong khu vực này rồi. Chắc cũng không còn lưu luyến gì nữa, đi về thôi các bạn ơi. Và nói chung, chuyến đi vừa rồi mình thấy cũng rất là hài lòng ha. Khi mà chúng ta mang về cũng được khá là nhiều chiến lợi phẩm. Ngoài ra thì trong ngày hôm nay mình cũng có thêm một cái mẫu rèn mới các bạn ơi. Cho nên là mình sẽ bắt đầu nhân bản cái mẫu rèn này lên. Sau đó thì mình sẽ ép vào xếp giáp của mình để coi nó trông như thế nào ha. Một. Ui da, hơi tốn kém kim cương nha. Nhưng mà cũng phải đầu tư thôi, vì một cái xếp giáp thiệt là đẹp. Ok, cất một cái để dành nè. Còn bốn cái sắm luôn cho mình một cái bạn rèn. Cuối cùng là rèn vô cái set giáp của mình thôi ha. Cho mẫu rèn, cho set giáp vô. Mình sẽ kết hợp với vàng thử xem. Ồ, kết hợp với vàng cũng khá là đẹp đó các bạn ơi. Trông khá là quý sợ tộc nha. Lắm. Tương tự với cái nón nè, cái quần và đôi ủng sửa chữa của mình. Yeah, thành công rồi. Chúng ta đã có full một cái set đồ, sở hữu cái mẫu rèn mới các bạn ơi. Có tên là mẫu rèn Hollow. Và các bạn đã sổ cho mình một cây chùy cực kỳ bá đạo trong thế giới của mình chưa? Hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. Và hôm nay chúng ta đã thành công sở hữu được nó. Liệu rằng những ngày tiếp theo mình có thể biến nó trở thành vũ khí mạnh nhất ở trong Minecraft hay không? Câu trả lời sẽ sớm có thôi. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Lockroot hay là Unit Toilet thì có thể ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình Minecraft sinh tồn. Bye bye.